Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Hôm nay thì làm một cái trò mới mới tí. Hôm nay mình sẽ đi lút dạo nha. Bình thường thì vào khu lớn mà hôm nay thì mình sẽ chơi theo phong cách lút dạo. Ui dồi ôi, mới bay xuống đã sảy thai rồi, định mệnh. Và hôm nay thì mình sẽ vừa đi lút dạo vừa đi nhận thính lấy top 1 nhá. Vãi. Sao? Có gì đó sai Vãi, sai có à? thể sai. Thế mỗi lần em sảy thai thì em có mất máu Em làm gì? không? Vãi. À, ý là em chưa sảy thai bao giờ gì? Từ từ lớn lên rồi em sẽ biết em à. Thì em xem có xem trên tivi không? Có Ừ, thế sảy thai thì thường thường người ta cũng mất máu không? Nó đấy. Anh dạo này bị sao ấy, bắn gà đi rồi quyêng ạ. bắn ai đây? Không, ấn nhầm. Cái setting mới hơi bị khó. AUG này. Cái định mệnh. Xây không nhặt được cái mũ ba vậy em. Không biết. Mũ ba nó biến đi đâu ấy em nhỉ? Em cũng không biết nữa. Vô lý thật. Chết cụ rồi. Bếp. Đi 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 đi, có máy bay này. Đi quyên. Đang ra. Bắn ai vậy? Anh không cho em mà. Không có đạn xây nhỉ? Có bao cái đạn này? Anh hết xứ đạn xây rồi. Anh tưởng nó là người. Đôi lúc trong cơn nghèo khổ không biết đâu là miếng ăn dành cho mình, Thôi đi, miếng ăn thôi đi. dành cho đồng đội mình em à. Anh mù quáng quá, tại vì trong lúc nghèo đói em à, ai cũng thế hết em nhỉ. Thôi đi, thôi đi. Đã Sao rồi. sao anh nói Rồi thật ra đây mà, đã rồi. anh nói thật mà. Nguyên nhỉ, Không. Nguyên phải tin anh. Anh còn có Không. 23 viên đạn nữa thôi. Thính nơi đâu Không biết. nhở? 195. Hả? Vẫn rơi 195. Tắt khói nhanh thế. Lúc nãy là thấy gần lắm mà. À kia kia. Nhìn kia. Đâu? Đâu? À, thấy rồi. Đâu? À thấy rồi. À thấy rồi. À nó kia kìa. Nó đây rồi. Anh có bộ ba rồi. Ô, ô vách ở trường bụi cây tưởng người. Ui giời ốp này. K này. Đợt bảy này. Ô. Thế bây giờ ốp thì làm gì đây trời. Vãi gì. Ốp red dot. Em lấy bộ cỏ không kịp luôn. Ô em lấy thế cho em bộ cỏ này, để anh lấy cái bộ này. Đây. Để anh lấy cái bộ kia. Bộ kia cũng đẹp.
Bộ kia đẹp như thế mà không nhặt. Không thèm. Anh bắt trước em mặc. Vãi cả, anh bắt trước em mặc ạ. Em có trước anh. À? Anh có trước. Ô. Clear. Làm hay lắm em. Hết hồn, tưởng đâu là bon. Thế là người đấy. Em còn ngồi trên xe em bắn nữa. Thua. Ô, flag ăn kìa. Lút nhanh vào đi em ơi. Nó có gì đâu, thằng bên đây là boss nè. Điền, một team mà. Đâu? Ô, gì hả? Một team mà. Vậy thằng bên kia không có gì hết. Em lấy 4x không? Hay lấy Đây. 6x? Cho em 6x đấy. Đi thôi, thính Đâu? kìa. Thính kìa, thính kìa. Đi. Có người, hai người luôn. Đóng một rồi. Còn một thôi. Nó yếu rồi. Thanh niên Free Fire trước. Em bật xì cốp lên không kịp. Anh bị loạn quá. Cái kiểu chỉnh sơ cốp lại bị loạn đấy. Thính 20 kìa. Thính hoài. Lúc cái đã. Cứ hay ấn nhầm bên kia sợ thật. Nó ở ngoài bo xa ấy. Thế mình đi vô. Nóc một trên đỉnh núi. Đi quên. Còn cái thằng bắn ca không biết ở đâu nhá. Nó cứ bắn. Nó ở đây nè. Em mới thấy nó chạy xuống như thế này. Đâu? Nó chạy xuống. Còn một nữa, nó chạy xuống mà. Không, nó là cái thằng chạy xuống ấy. Lấy xe đi, lấy xe đi. Lấy xe đi Quyên, để anh bắn nó nhá. Ok. Chở luôn vào bo đi. Bo này bo bé đau lắm Quyên ạ. Căn nhà này trong bo mà. Có người kìa. Có người nhà bên cạnh. Đốc một. Đây, anh thấy thằng còn lại trên đồi này. Hay. Còn thằng trên đồi nữa. Hay là mình đi vào giữa bo, trong khu nhà giữa bo luôn nhỉ? Ơi! Anh ơi! Nó bắn em!
Được rồi, nó không bắn em nữa đâu. Ở Hai. đâu vậy? Trong khu nhà trước mặt, trong khu nhà anh tính vô. Đi ra nhìn một tí thôi mà làm căng. Để anh thấy thôi. Nó okay, kê anh em ạ, khó chịu thế. Nó ở đâu? Ui giời. Đi. Đi đi đi. Trong khu nhà trước mặt này. Ok. Bỏ vào nhà. Easy. Quyên nhỉ? Em vẫn nó yếu rồi đó. Ừ. Cảm ơn Quyên nha. Tám cái phết. Trời ơi. Buồn à? Ô, lại ốp nữa này. Bắn ốp đi Nguyên. À, thằng này có phải là răng. Nó ở hướng 35 đấy. Cái định mệnh đau nha. Trời ơi, Nguyên ơi. Bỏ qua đây, bỏ qua đây, bỏ qua đây. Bỏ qua đây, bỏ qua đây. Em ngồi yên một chỗ nó bắn đấy. Mà bắn nguyên hoài. Bo khu nhà của mình này. Bo khu nhà của mình này Quyên ạ. Cẩn thận. Thơm. Cẩn thận có một bọn ở bên tay phải của mình nữa nhá. Ok. Nó tới rồi kìa. Úi giời, thôi xong rồi. Từ từ từ, anh bò vào đã. Cứu đi, cứu đi, cứu đi, cứu đi, cứu đi, kẻo nó đẩy đến. Cẩn thận nhá. Bọn China bắn hay đấy, bọn China bắn hay đấy. Nó chạy sờ móc kìa. Nó chọn smoke để nó chạy đấy em. Hay. Rồi, clear. Có thằng khu bọn còn bọn khu nhà bên này. Không, nó ở bên kia, nó ở đầu bên kia. Hai. Anh đang đi móc. Easy. Hay. Game là dễ thôi. Úi giời.
chảo gì hấp Đúng dẫn rồi. nguyên nhỉ hả? Đâu hấp dẫn vừa cờ lờ chứ. Chơi game cùng mình không? Đặt hẹn mình cùng chơi nha. Hubo có đồng đội sinh tự tin chiến thắng.